Một đôi bao tay có hình PUBG Mobile vừa dày vừa dai lại còn được phủ bạc toàn bộ nữa, cho nên là độ nhạy của nó cực kỳ cao và giá của nó chỉ bằng lửa bát bún thôi anh em ơi. Thật sự không thể nào mà tin được. Đây mình sẽ cho anh em thấy cái độ nhạy của đôi bao tay này nhá. Phải nói là cực kỳ nhạy luôn anh em ạ. Chạm phát là ăn ngay. Kể cả những cái nút bấm cực kỳ nhỏ anh em ấn phát là dính ngay nhá. Không có chuyện trượt đâu. Khi các bạn đeo cái đôi bao tay này, anh em di chuyển nó sẽ không có chuyện bị khựng đâu nhá. Di chuyển cực kỳ mượt luôn. Mặc dù nó mang cái hình PUBG Mobile nhưng mà anh em chơi game gì cũng được hết nha. Nó rất là nhạy anh em ạ. Các bạn có thể thấy này. Đó, anh em có thể thoải mái vừa di chuyển không bị khựng, vừa thực hiện những cái kỹ năng đứng lên ngồi xuống, nhấp nhả rồi là ghim tâm đều không bị khựng anh em nhá. Ghim rất là đầm tâm luôn. Một đôi bao tay vừa dày, vừa dai, vừa bền, lại còn được phủ bạc toàn bộ, cho nên là độ nhạy cực kỳ cao. Mà giá thì lại chỉ bằng lửa bát bún thôi. Anh em còn chần chừ gì mà không ấn ngay vào góc trái màn hình để làm ngay một bộ về để chiến các loại game. Ok, chúc anh em thành công. Bye bye.